cúp điện là câu chuyện kinh dị của ngày hôm nay. Mùa hè tới rồi ha, ở nhà ăn kem xoài mát lạnh là sướng nhất. Mà không hiểu sao mùa hè cũng là mùa mà cúp điện nhiều nhất luôn á. Và câu chuyện được gửi bởi bạn có nickname tên Ngọc Dung 2012. Chuyện cũng đã xảy ra được 1 năm rồi tại nhà ở quê của ba mẹ Dung. Hè năm đó gia đình của Dung đã về quê chơi. Ngôi nhà ở quê là của ông bà nội, tuy nhiên bây giờ ông bà đã mất rồi mà ba lại đi làm trên thành phố nữa, cho nên là ngôi nhà đó cũng bỏ trống. Hôm về quê đó thì cả nhà mệt bở hơi tay dọn dẹp bụi bặm ở trong nhà, không là cũng mất cả một ngày. Tối hôm đó vào lúc khoảng 8 giờ, hai chị em đang ngồi chơi trên phòng. Phòng thì ở nằm ở lầu 1, Dung thì đang đọc truyện, còn chị hai của Dung thì đang bấm điện thoại thì tự nhiên điện tắt, căn phòng chìm hẳn trong bóng tối luôn, chỉ có ánh đèn điện thoại của chị Dung là còn sáng. Chị của Dung mới nói rằng em ngồi yên đây đi, chị đi xuống nhà lấy đèn cày lên đốt. Dung nghe lời ngồi im trên giường đợi chị. Sau khi chị của Dung đã đi xuống dưới rồi thì khoảng 5 phút sau thì Dung nghe có tiếng bước chân bước lên. Vì làm cầu thang bằng gỗ cho nên nghe rất rõ tiếng chân cộp cộp. Bỗng nhiên có một bàn tay chộp lấy cánh tay của Dung và bấu thật là chặt. Dung mới lên tiếng, làm gì vậy chị hai, đau quá. Nó càng siết mạnh hơn cái cánh tay của Dung. Dung mới vùng một cái thiệt là mạnh, đau quá nha chị hai. Sau đó thì thấy tay của mình đã được thả ra. Dung mới nói, sao chị hai không bật đèn điện thoại lên đi, tối thui em không thấy gì hết đó mà chơi kỳ quá à. Tuy nhiên thì không hề nghe thấy tiếng trả lời. Dung mới lấy tay quơ 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 đằng trước nhưng mà không có chạm được thứ gì cả. Dung sợ hãi miệng niệm Nam Mô A Di Đà Phật, Nam Mô A Di Đà Phật liên tục. Thì bỗng nhiên điện sáng trở lại và trước mặt Dung thì không có ai cả. Dung tức tốc chạy thẳng xuống tầng dưới đi kiếm chị hai và hỏi. Thì chị hai của Dung mới nói rằng ba thì qua nhà hàng xóm rồi, chỉ có mẹ với chị hai ở nhà đang tìm đèn cày mà tìm hoài chưa có được nè. Dung sợ toát cả mồ hôi hột. Dung kể lại cho chị hai và mẹ nghe. Và một tuần nghỉ hè của Dung ở quê thì cũng bình thường thôi, tuy nhiên đến tối thì cả gia đình ngủ chung với nhau chứ không ai dám ngủ phòng riêng nữa.